Các bạn phải chơi thử trò này đi. Nó siêu vui và kinh dị nữa. Tên game gọi là Lâu Đài Im Ắng. Về cơ bản, nó là sự kết hợp giữa kiểu phòng thủ tháp và trò chơi sinh tồn. Nhưng kẻ thù của bạn sẽ là lũ ma quỷ. Một khi trò chơi bắt đầu, bạn chỉ có một vài giây để tìm nơi trú ẩn và bắt đầu xây dựng căn phòng của bạn. Nhưng đừng đợi quá lâu, bởi vì thần chết sẽ xuất hiện rất nhanh. Hãy sử dụng số tiền bạn kiếm được để mua nhiều loại rào cản khác nhau và vũ khí để tự vệ. Tải xuống Lâu Đài Im Ắng ngay và xem liệu bạn có thể giành chiến thắng.